Bác Sine đúng là con người xấu xa mà. Vì chuyện đó mà chúng ta đã phải mang nợ. Ông ơi, cháu thấy oan ức quá. Cháu thấy tức giận lắm ạ. Luật sư Lee Jang-ho. Vâng. Bác Sine có thể sẽ rời khỏi nước, nên hãy hợp tác với bên cảnh sát để cấm xuất cảnh cô ta. Và phải dùng mọi cách để bắt cho được con quái vật Bác Sine đó. Ta phải bắt được con ác quỷ đó và bắt nó phải trả giá vì nó đã khiến cháu gái và con dâu của ta phải rơi bao nhiêu nước mắt. Nhất định ta phải khiến cho con nhỏ Park Shin-hye đó khóc ra máu bằng mọi giá. Cháu hiểu rồi ạ. Thời gian qua em đã chịu khổ nhiều rồi, cuối cùng cũng đã tìm được ông và bố. Chúc mừng em. Đều là nhờ anh cả mà. Nhờ anh gì chứ? Anh đi nhé. Em vào đi. Anh ơi. Giám đốc Heo, là tôi đây. Tôi có chuyện muốn nhờ chú. Hãy chuyển số quỹ đen đã chuẩn bị ở ngân hàng Thụy Sĩ. Này, Park Shin-hye. Tôi nghe nói cô là cháu gái giả của chủ tịch rồi. Đồ giả mà còn gì chứ? Tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ ư? Được thôi. Tôi sẽ cho ông một nửa. Này, hãy tỉnh mộng lại đi. Một nửa cái con khỉ ấy. Vì cô mà tôi đang bị truy nã đây này. Cái gì? Chú nói gì? Số quỹ đen đó đã bị tịch thu cả rồi. Tịch thu cả là sao? Cô tốt hơn là ghi nhớ điều này đi. Những việc tôi làm đều là theo chỉ thị của cô đấy. Vậy nên, đừng có cái suy nghĩ sẽ đổ hết lên đầu tôi nhé. Hiểu rồi chứ? Không được. Không thể. Không được. Tiền của tôi. Quỹ đen của tôi. Không mà. Nếu mình đã bị truy nã vậy thì họ sẽ theo dõi điện thoại của mình. Tình yêu của tôi, Hae-dong.
Ừ, alo. Cái gì? Cậu nói sao? Vậy tức là cô ta đã biết chuyện rồi sao? Mau tìm đi, mau tìm cho ra đi. Bố ơi, có chuyện gì vậy ạ? Ta nghĩ Sine đã phát hiện ra rồi. Điện thoại của cô ta bị chôn dưới cát ngoài bãi biển. Vậy thì còn bố Yeongjeon thì sao ạ? Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không biết cô ta sẽ làm gì bố Yeongjeon đâu. Mẹ à? Alo? Ông ơi, là cháu đây. Sine đây ạ. Được rồi, giờ cháu đang ở đâu hả? Cháu đang đi cùng với Dae-hun đúng không? Cháu mau về nhà đi. Ông đã tìm được cháu gái thật rồi chứ ạ? Chúc mừng ông. Gì hả? Sine, mày... Cháu không biết ông nghĩ thế nào về cháu. Nhưng cháu đã muốn sống bên cạnh ông. Là cháu gái của ông. Nhưng bây giờ ông đã tìm được cháu gái thật rồi. Nên chuyện đó cũng không thể được nữa. Dae-hun của ta. Mau đưa Dae-hun về cho ta. Mày nghĩ sao? Mày nghĩ mày sẽ được yên nếu làm thế này sao? Ông hãy nghe cháu nói đi ạ. Được rồi. Hãy nói đi. Mày muốn gì hả? Xin hãy đưa cháu 2 tỷ tiền mặt đi ạ. Vậy thì cháu và Ujin sẽ đi thật xa và sẽ sống lặng lẽ. Xin ông hãy bỏ tên cháu ra khỏi danh sách truy nã và hãy bỏ lệnh cấm xuất cảnh để cháu có thể đưa Ujin đi. Vậy thì cháu sẽ để bố về nhà bình an vô sự. Ông à, cháu cũng không muốn tổn thương đến bố đâu. Cháu nói thật đấy ạ. Được thôi. Ta phải biết Dae-hun của ta vẫn an toàn như trước đã. Để ta nghe giọng của nó đi. Cháu biết rồi. Bố ơi. Bố à. Ừ, gì thế Sine? Bố ơi, ông muốn nói chuyện với bố đấy ạ. Bố ta sao? Vâng, bố ơi, con là Dae-hun đây. Ừ, Dae-hun à. Mình ơi, là tôi đây. Bố ơi, bố đang ở đâu vậy? Giờ được rồi chứ ạ? Được thôi, ta sẽ làm như mày muốn. Nhưng đổi lại, hãy để cho Dae-hun của ta được bình an vô sự trở về. Ta xin đấy. Khi nào xác định được địa điểm và thời gian, cháu sẽ liên lạc lại với ông. Xin nghe à, con sao thế? Sao con lại cướp điện thoại trong khi ta đang nói chuyện với bố chứ? Con thật là xấu xa. Bố à, quay lại vào xe đi. Ujin à, mau lên xe đi con. Sine à, khi nào chúng ta mới về nhà? Con đã bảo bố đợi thêm 2 tiếng rồi cơ mà. Bố hãy kiên nhẫn một chút đi. 2 tiếng nữa con sẽ đưa bố về. Sine à, con đừng nghĩ thế mà. Chúng ta hãy về nhà đi. Lúc nãy ta nghe thấy giọng bố kỳ lạ lắm đấy. Ta nhớ bố lắm Sine à. Bố cũng ghét phải ở cùng với con đến như vậy sao? Bố không thể ở cạnh con thêm chỉ 2 tiếng nữa được hay sao? Những người khác dù có ở bên con gái của mình bao nhiêu ngày cũng không sao, mà có ở cả đời họ cũng chẳng bao giờ thấy chán ghét con gái mình cơ mà. Bố thậm chí còn không muốn ở cùng với con chỉ 2 tiếng nữa thôi sao? Con đã nói là con sẽ đưa bố về rồi cơ mà. Con đã nói là con sẽ đưa bố về rồi mà. Không đâu, Sine à. Bố biết rồi, bố sẽ đợi 2 tiếng nữa nhé.
Rơi rồi kìa. Nếu con bé đó không phải là cháu gái thật, và con trai của chủ tịch thật sự là bố của Mi Pông, vậy chuyện này sẽ thế nào đây? Tức là Mi Pông là cháu gái thật sự của nhà đó rồi. Vậy gì đây chứ? Vậy con bé này không phải là Phượng Hoàng, mà Mi Pông mới là Phượng Hoàng sao? Mà không, chỉ là người giống người thôi. Đúng rồi mà. Thôi đi mà. Mẹ ơi, sao thế ạ? À, không có gì. Giang-gô vẫn chưa về nữa sao? Ôi trời ơi, ta không liên lạc được với nó nữa. Không biết nó có gặp Mi Pông để nói cho con bé biết chưa? Gi-um-siu à? Hê-ra à? Tiếng gì thế? Ta nghe như có tiếng con mèo sắp chết ở ngoài cửa ấy. Đúng đấy, hình như có ai đến thì phải. Cháu ra xem thử cho ạ. Ôi mẹ vợ. Hera ơi, mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Mẹ, chúng ra à? Cô Thông ra, cô đến có việc gì thế? Cháu chào bác ạ. Chúng ra, cậu làm sao vậy hả? Gium Siêu à? Cho tôi ăn đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, ăn từ từ thôi, bị khó tiêu bây giờ đấy. Cậu làm gì mà giờ này rồi còn chưa ăn nữa? Có chuyện gì vậy hả? Mà sao ăn mặc phong phanh như thế kia? Tôi làm mất ví với điện thoại rồi. Mẹ ơi, có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì đâu, không có chuyện gì cả. Hera, pha cho mẹ ly cà phê đi. Cho nhiều đường vào, pha ngọt vào nhé. Con biết rồi, mẹ đợi một chút đi. Ôi trời ơi, cô Thông ra. Con dâu tôi nói hôm nay đã gặp bố của Mi Pông đấy. Sao cơ? Chuyện là hôm nay tôi đã vô tình gặp con dâu cậu. Và người đi cùng mà con bé luôn miệng gọi là bố ấy là bố của Mi Pông đấy. Cậu biết tôi đã sốc cỡ nào khi thấy cảnh đó không? Người đó là con trai của chủ tịch có đúng không? Sao? Ừ. Nếu con trai của chủ tịch thật sự là bố của Mi Pông, vậy thì cậu sẽ thế nào hả? Không lẽ như mẹ cậu nói, con dâu của cậu là cháu giả sao? Ôi trời ơi, tôi đã nói sai rồi. Uống nước đi, cậu không sao chứ? Chuyện là... Con về rồi. Mẹ, chị Giang-gô về rồi. Sao? Mi Pông là cháu ruột của ông ấy sao? Thật sao? Vâng. Ôi, không ngờ được. Vậy xin e là kẻ mạo danh sao? Vâng. Gạch짜요. 회장님 để trở thành cháu gái của chủ tịch, cô ta đã đánh vào đầu mẹ vợ và ăn cắp chiếc nhẫn. Cô ta đổ oan cho Mi Pông hai lần, nhằm đuổi cô ấy ra khỏi công ty để cô ta không bị lật tẩy. Cô ta đã khiến cho cửa hàng màn thầu phá sản. Dường như cô ta đã bắt tay với mẹ chồng của mình để ngăn chủ tịch và Mi Pông gặp nhau. Thật sao? Vậy Sine là người đã đánh ngất mẹ của Mi Pông lúc trước sao? Vâng, hôm nay mới được phanh phui ra, bác Sine cũng đang bị truy nã đấy. Ôi trời ơi, là con người sao họ có thể làm chuyện kinh khủng như thế chứ? Không thể nào. Mẹ à, thật sự mẹ bắt tay với chị dâu làm chuyện như thế sao? Hira, má chúng ra. Mẹ à, chị, cậu thật sự đã làm chuyện đó sao? Má chúng ra,
Cậu biết Mi Pong là cháu gái của chủ tịch Kim, nên cậu cố ý bắt tôi làm khổ Mi Pong, có phải thế không? Yong Siêu à, nghe tôi nói đi. Chuyện là tôi không muốn nghe. Cậu có biết tôi đã làm gì với Mi Pong và Giang Ho vì cậu không? Giang Ho nhà tôi đã ly hôn là do cậu đấy. Hãy ra khỏi nhà tôi ngay, Yong Siêu. Yong Siêu à, không nghe tôi nói sao? Ra khỏi nhà tôi ngay. Ra khỏi nhà tôi. Yong Siêu à, ra ngoài. Ôi, này trời đất ạ, lươn ngắn chê chạch dài. Cô có quyền gì mà la hét cô ta chứ? Cô thông gia cũng làm sai, nhưng cô mới là kẻ tồi tệ nhất mà. Chỉ vì những gì mà cô nghe, cô đã khiến cho cuộc sống hôn nhân của Mi Pong khó khăn và luôn chỉ trích con bé. Ôi trời, đừng bắt đầu khi cô là người đã đuổi Phượng Hoàng ra khỏi đây chứ. Ra ngoài đi, cả hai người. Đồ xấu xa, ra ngoài hết đi. Bà ơi, bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi bà. Ôi Giang Gâu à, cháu hãy suy nghĩ đi. Cứ nghĩ xem cháu và Mi Pong đã chịu đựng thế nào vì hai đứa xấu xa này chứ. Ra ngoài. Mẹ ơi, ra ngoài. Đồ xấu xa. Mẹ à, không được một bước nào vào căn nhà này nữa đâu. Đi ra ngoài. Mẹ à, ra ngoài mau lên. Hera. Uzin à, Uzin, chú ạ, Uzin à, chúng ta mau bỏ trốn đi. Shine kỳ lạ lắm, chúng ta sẽ không về nhà được đâu. Chạy trốn ư? Ừ, hãy chạy trốn đi, mau chạy trốn đi. Chú à, chú đang nói gì thế? Sao chúng ta chạy trốn được ạ? Uzin à, chú muốn về nhà. Chú nhớ bố của chú, nhưng Shin-e đã không về. Shin-e sẽ không về nhà đâu. Vậy thì chú à, cháu sẽ nói chuyện với mẹ khi mẹ quay lại. Cháu sẽ bảo với mẹ cùng về nhà. Không được, không được làm thế. Cháu đã thấy lúc nãy Shin-e nổi giận rồi mà. Chú sợ Shin-e lắm, nên chúng ta hãy cùng chạy trốn nhé. Được không Uzin? Uzin à, Uzin à, chú thật sự rất nhớ bố của chú đấy. Cháu biết rồi. Vậy thì cháu sẽ chặn cho chú. Chú cứ chạy trốn đi nhé. Sao? Cháu muốn chú chạy trốn một mình sao? Nếu cháu cũng đi thì mẹ cháu sẽ làm sao chứ? Cháu sẽ ở cạnh mẹ cháu. Ôi trời ơi, nếu chú bỏ trốn một mình thì cháu sẽ bị rắc rối đấy. Uzin, cháu hãy giả vờ ngủ đi nhé. Như thế cháu sẽ không bị rắc rối đâu. Được không? Vâng, thưa chú. Chú mau đi đi. Được rồi, sẽ gặp cháu sau nhé. Mau ngủ đi nhé. Vâng. Uzin à, Kang Uzin. Mẹ à, ông đâu rồi? Con thấy ông bỏ đi sao? Con không thấy. Bố, bố ơi. Bố, bố ơi. Bố, bố ơi.
Ông ơi, cháu là Sine đây. Ừ, ta đây. Ông đã chuẩn bị số tiền cháu đã yêu cầu chưa? Chuẩn bị xong rồi. Ta cần phải đi đâu? Không được nói với ai. Sau một tiếng nữa, cháu sẽ gặp ông ở cầu Seongsan. Nếu ông để cảnh sát biết hay làm bất kỳ chuyện gì khác, ông sẽ không bao giờ gặp lại bố đâu. Được rồi, ta sẽ làm theo lời cô nói. Ujin à, con ở đây một lát nhé. Mẹ sẽ trở lại ngay. Con muốn đi với mẹ. Không được, con đi cùng rất nguy hiểm. Vậy nên con phải ở lại đây đấy. Không được đi đâu hết, có biết không? Không được đi đâu đấy, biết chưa? Chú ơi, chú đợi ở đây nhé. Bố ơi, con về rồi. Mau ra ngoài trả tiền taxi cho con đi. Taxi đấy ạ? Chủ tịch, con trai của ngài về rồi. Sao? Anh ấy nói tiền taxi là 100.000. Mau mở cửa đi, nhanh lên. Mau mở cửa đi. Bố ơi, con về rồi đây. Bố ơi, mau ra ngoài trả tiền taxi cho con đi. Daehun, ôi Daehun à. Con có biết là bố lo lắng thế nào cho con không? Đợi đã nào. Con có bị gì không? Không có chuyện gì chứ. Không có gì đâu ạ. Nhưng mà bố à, Sine kỳ lạ lắm. Con bảo nó về nhà nhưng nó cứ nói lát nữa mới về. Rồi cứ lái xe đi lòng vòng. Thế nên con đã bí mật một mình đón taxi về nhà đấy. Ôi con làm tốt lắm. Thật sự rất tốt mà. Con giỏi lắm Daehun à. Đúng rồi, tiền taxi. Mau ra ngoài trả tiền taxi đi. Bây giờ tài xế chắc đang tức giận lắm đấy. Trả cho tài xế nhé. Vâng ạ. Daehun à, con nhận ra họ không? Đây là con gái Seung-hi và vợ của con đấy. Bố nói gì? Bố, con là Seung-hi đây. Con là Mi-pong đây. Mình à? Bố, con gái con là Sine mà. Bố à, là con mà. Seung-hi mà bố nói là xinh đẹp nhất thế giới đấy. Bố ơi. Cô là bà thím lần trước đây mà. Thím mà, tôi xin lỗi. Tôi có thể xem chiếc nhẫn thím đang đeo không? Giống với chiếc nhẫn của mẹ này. Đây là chiếc nhẫn của mẹ mà. Mình à, tôi là Yên E đây. Mình đã đeo chiếc nhẫn này vào tay tôi. Mình thật sự không nhớ sao? Tôi đã làm thế sao? Con thật sự không nhớ gì sao? Bố ơi,
Con là Seung Hee đây mà. Bố Young Jae-on. Bố. Này Park Jin-hye, đứng lại. Bắt cô ta lại. Đứng lại đi Park Jin-hye. Con vẫn không thể tin Jin-hye không phải là con ruột của con. Vợ con và Mi Pong đã chịu rất nhiều khổ sở để đi tìm con đấy. Từ bây giờ con phải giúp đỡ và yêu thương họ thật nhiều đấy, Dae-hoon à. Nhé. Vâng, thưa bố. Ừ. Woo-sung à, vào đây nào. Vào đây nào. Bố à. Bố xin lỗi không thể nhận ra con. Bố đã bị mất ký ức rồi. Từ giờ, bố sẽ cố gắng để lấy lại ký ức. Không phải bố cố tình làm thế mà. Không sao đâu. Tìm được bố rồi thì con không sao hết. Thật sao? Cảm ơn con. Woo-sung à, người ta nói ông là ông của cháu đấy. Cháu không sao chứ? Cháu không biết, nhưng cháu không nghĩ đó là điều xấu. Thật sao? Ông vui lắm đấy. Ông rất vui khi cháu và ông là người một nhà đấy. Con dâu, con làm gì thế? Vào đây đi. Ngồi đây nào. Vâng, thưa bố. Ngồi lại gần đây. Xong rồi. Bây giờ thì trọn vẹn rồi. Bây giờ hai đứa đã là vợ chồng. Con hiểu không Dae-hoon? Nếu Dae-hoon có thể lấy lại ký ức thì ta sẽ không còn gì để hối tiếc nữa. Nòng nọc con. Anh à, em tìm được bố rồi. Gia đình của em đã đoàn tụ rồi. Em không biết mình có đang mơ hay không nữa. Em nhắn tin cho anh vì sợ anh lo lắng. Cảm ơn anh. Tốt rồi. Ôi, nhìn ngon quá. Bố à, bố thử đi. Ừ. Xem nào. Ôi, ngon lắm. Bố thích chưa ạ? Mùi vị rất giống với màn thầu của mẹ con đấy. Thật ạ? Đúng thế, đúng cái này rồi. Tôi nghĩ thím đúng là vợ của tôi rồi. Ai lại gọi vợ mình là thím chứ?
Bố Sung, cháu ăn đi. Ăn đi nào. Còn rất nhiều, bố ăn nhiều vào nhé. Ừ, con cũng ăn đi. Cô có từng nhìn thấy người phụ nữ này không? Không nhìn thấy. Kim Mi Pong, anh, em làm gì ở đây vậy? Làm gì nữa chứ? Em được phục chức trở lại công ty rồi. Thật sao? Thật chứ? Vâng, đều là nhờ vào anh hết đấy. Chúc mừng em. Cảm ơn anh.